Em chào mừng quý anh chị đang quay trở lại với kênh Nhà Đất Như Ý. Hôm nay Như Ý đem lại cho tất cả mọi người một cái mảnh đất có diện tích là 3 hecta nha quý anh chị. Cái mảnh đất này được tọa lạc tại xã Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha. Cái mảnh đất này là nằm trong trung tâm của huyện luôn nha mọi người. Cái mảnh đất này thì pháp lý sổ sách đầy đủ, trên sổ có hiển thị đường đi nha quý anh chị. Đất thì nó có một cái mặt tiền cũng khá là lớn, và cái mặt tiền này thì bác chủ cũng đã rải đá và sắp lên đường nhựa luôn rồi nha mọi người. Thì nó chạy dài cái mảnh rẫy khoảng độ là 80m nha. Bên hông có ôm một cái kênh nước khá là lớn luôn. Bên Như Ý có lay cam và quay cận cảnh giáp ranh hết luôn để cho mọi người nắm bắt trên cái video luôn nha. Cho nên rất mong mọi người bỏ ra ít phút thời gian của mình để xem kỹ trên cái video của Như Ý để khỏi mất thời gian của mình nha. Hiện tại là cái mảnh đất này thì đang cách cái đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì khoảng độ là 1,5 km nha quý anh chị, là cái đường cao tốc nó đang làm luôn nha. Đang cách cái quốc lộ 1A đường đi Nam Bắc Sài Gòn là 5 km. Còn mọi người muốn di chuyển từ mảnh rẫy đi ra ngoài Ủy ban Nhân dân xã của huyện Hàm Thuận Nam thì 7 cây số. Từ thành phố Phan Thiết mà mọi người đi ngược vào trong tới mảnh đất này là 35 cây. Từ Sài Gòn mà di chuyển ra ngoài tới mảnh đất này là 220 cây nha quý anh chị. Trên đất bác chủ đang trồng phun thanh long, nói chung là điện nước đầy đủ cho quý anh chị mình luôn. Một con đường khá là lớn như thế này cho nên là ô tô ra vào được tận nơi luôn nha quý anh chị. Bên hông này là ôm một cái kênh nước này khá là lớn. Con đường này đang chuẩn bị đổ nhựa rồi, cho nên là cô chú quý anh chị nào mình có quan tâm hoặc là mình muốn nghỉ dưỡng hoặc an cư lập nghiệp thì cái mảnh đất này khá là tuyệt vời cho mọi người, từ đường xa cho tới mảnh rẫy luôn. Còn rẫy thì mọi người muốn giữ thanh long để làm, hoặc là mình muốn cải tạo lại để mà làm một theo ý thích của mình thì tùy mọi người nha, khá là ok nha. Cái giá của bác chủ đang đưa ra là 270 triệu trên một sào có thương lượng nha quý anh chị. Cô chú quý anh chị nào mình có quan tâm thì mình cứ gọi trực tiếp cho Như Ý qua hai số điện thoại mà Như Ý đã ghim trên màn hình, hoặc là mọi người kết bạn qua Zalo thì Như Ý sẽ gửi lại tất cả các thông tin còn thiếu sót cũng như là sổ qua Zalo cho mọi người nha. Em cảm ơn mọi người.